Và chúng ta lại có mặt ở trên tầng 2 của nhà B2. Thì ở trên tầng 2 cũng thấy là có rất nhiều phòng tự học ấy. Ở trong này thì phòng tự học ở đây khác gì với cả B1 cả. Thì phòng tự học ở đây thì mỗi người sẽ có một cái khuôn riêng cho mình. Thì cũng ngồi học thôi, nhưng mà đặc biệt là ở trong này nó rất là yên lặng luôn. Đi sâu hơn ở tầng 2 trong tòa nhà B2 của trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh. Ở ngay đằng sau của tầng 2 này là một cái tòa nhà khác ấy. Thì chị không biết rằng là lại là một khu khác đúng không Hải Trần? Và khu này chúng ta sẽ dùng để làm gì nhỉ? Dạ thì khu này là khu B2 thì nó cũng dùng là làm để làm phòng học, nhà phòng mô phỏng. Ví dụ là phục vụ cho sinh viên là chính. Chỉ là một tòa khác và cũng là dùng để học tập đúng không? Dạ. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy là đây là một cái sân để xe cao hơn. Sân để xe tầng 1 mà chúng ta vừa nhìn thấy ở B2 này. Và nó là một sân cao hơn ở trên. Như vậy là chúng ta cũng đã vừa kết thúc tour tham quan trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Và chị cũng rất là cảm ơn Hạ Trần đã cùng chị ngày hôm nay có thể đi vòng quanh ngôi trường mà rất nhiều các bạn đã mơ ước vào đây đúng không ạ? Và Hạ Trần có lời nào để nói với các bạn?